Có rất nhiều là người tốt các bạn ạ. Mình đã tốt rồi nhưng mà người ta còn tốt hơn nữa. Mình muốn giúp đỡ người ta nhưng mà người ta thường là khi người ta cảm thấy họ thật sự là đủ điều kiện rồi, họ sẽ không muốn nhận cái sự giúp đỡ của mình đâu. Ngược lại họ lại còn muốn giúp đỡ lại mình cơ. Chắc là các bạn cũng đã gặp nhiều người như vậy rồi và tôi cũng vậy. Tôi gặp một người như thế này. Khi mà chúng tôi muốn giúp đỡ con họ một bữa ăn tối thì hôm sau họ liền mang tới bánh kẹo và hoa quả cho chúng tôi. Họ nói là nhất định là chúng tôi phải ăn đi nhé. Nếu như mà chúng tôi mà từ chối thì e rằng họ sẽ không gửi hay là không nhờ chúng tôi giúp đỡ thêm một việc gì đó nữa. Và chúng tôi chỉ biết một cách là biết ơn mà thôi. Có nhiều người họ là như vậy. Họ thì ngấn ngấn nước mắt than rằng họ rất ít khi gặp được những người tốt như là chúng tôi. Chỉ vì một bữa tối mà chúng tôi đã giúp đỡ họ. Sao lại có thể hiếm hoi cái lòng tốt như vậy? Tôi nghĩ là xung quanh tôi rất nhiều người tốt nhưng mà họ không may mắn để gặp được nhiều người tốt như tôi. Nhưng mà đó không phải hoàn toàn là lỗi của họ mà vì đó chỉ là tính cách vốn có của họ mà thôi. Có những người tính cách họ rất là bộc trực thật thà. Khi bạn tôi có một số người còn nhỏ, một hôm bạn ấy nói với tôi như thế. Họ nói với tôi là có những người họ giúp đỡ nhưng mà lại chê là món của họ làm không ngon gì cả, vừa to lại vừa cứng chẳng hạn. Tôi nghĩ chắc là do bận giúp đỡ nhiều người quá nên là họ không có thời gian để linh cho dư. Nhưng bạn của tôi biết là dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể hiểu được cái lòng tốt của mình. Nên họ chỉ nên tôi họ bạn tôi chỉ trả lời là chắc là tôi không để ý, không chế biến kỹ nên các bạn không thể cảm nhận được vị ngon của nó rồi. Không giấu giếm che đậy mà nói thẳng ra chẳng phải là rất tốt hay sao đúng không các bạn? Tất nhiên điều này không riêng gì trường hợp của bạn tôi. Cho đến khi tôi nữa nói với bạn ấy một câu chuyện khác khi cô ấy đến đón con. Đó là bạn tôi đọc sách giỏi lắm. Tôi vốn rất thích đọc sách nên tôi rất hay để ý nhiều cuốn sách truyện tranh hay là nhiều cuốn sách cho trẻ nhỏ tại những cái trường mầm non ở trong căn phòng của mẹ. Có những bạn của tôi những ngay từ trước khi vào lớp mẫu giáo đã có thể đọc được chữ Hán rồi mà. Và được các bạn khen là giỏi rất nhiều. Vì thế mà bạn tôi rất hay đọc cho các bạn khác nghe. Tôi cũng được nghe luôn. Đó là một điều tuyệt vời nhất. Có những bạn tôi trở thành diễn viên, người mẫu thì tôi nghĩ rằng quả nhiên là vậy. Thì những người xung quanh cũng không thể không ngạc nhiên về những cái điều đấy. Ok, đấy là cái nội dung tôi muốn truyền đạt cho các bạn ngày hôm nay. Các bạn
giống tôi không? Hãy comment phía dưới.